Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguy cơ án chồng án trong vụ Phạm Đoàn Trang. Luật sư Đặng Đình Mạnh vừa làm thủ tục đăng ký bảo chữa cho bà Phạm Đoàn Trang tại cơ quan an ninh điều tra thành phố Hà Nội cùng với bản kiến nghị về thẩm quyền vụ án. Theo thông tin của Bộ Công an, cơ quan an ninh điều tra thành phố Hà Nội khởi tố bà Phạm Đoàn Trang tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự vào năm 1999 và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang trong phòng trọ ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh ngay khi công an ập vào bắt và khám xét vào lúc 23 giờ 30 phút vào ngày 6 tháng 10 năm 2020. Ảnh do Facebook Hoàng Dũng chia sẻ. Theo đánh giá của luật sư bảo chữa cho bà Phạm Đoan Trang, đây là tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia, thường có chế tài rất nặng. Mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù giam, kèm theo hình phạt bổ sung là chịu quản chế từ 1 đến 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt chính. Trả lời đài BBC tại London vào ngày 12 tháng 10, luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói như sau. Thông thường, theo quy định, trong vòng 24 giờ, luật sư sẽ được cấp giấy chứng nhận bảo chữa. Nhưng những vụ án như Trang vào thuộc nhóm tội phạm an ninh quốc gia, cơ quan tiến hành tố tụng có thể căn cứ vào việc giữ bí mật công tác, chỉ chấp thuận để luật sư tham gia vụ án, tiếp xúc với thân chủ và tiếp cận hồ sơ khi đã kết thúc giai đoạn điều tra vụ án. Vào sáng ngày 12 tháng 10, Facebook của Phạm Đoan Trang được cho là do một người được bà ủy quyền quản lý thông báo gia đình đã gửi được quà gồm đồ dùng cá nhân, quần áo và tiền vào trại tạm giam số 1 ở Hà Nội cho bà Trang nhưng vẫn chưa được gặp mặt bà. Vài ngày sau khi bà Phạm Đoan Trang bị bắt, trên một trang thông tin xuất hiện hình ảnh bà làm việc tại cơ quan điều tra. Một vài người phỏng đoán rằng đây là hình ảnh chứng minh bà Trang đã ký nhận tội. Một luồng ý kiến khác thì nói rằng việc công bố hình ảnh bà Trang bị còng tay là sự răn đe đối với những người bất đồng chính kiến. Về những bức hình được lan truyền trên mạng, ông Mạnh cho rằng đây có thể chỉ là ảnh bà Trang đăng ký xác nhận biên bản niêm phong hoặc mở niêm phong vật dụng bị thu giữ trong quá trình bắt giữ. Lý giải thêm, luật sư Đặng Đình Mạnh nói như sau. Lúc này chưa thể biết nhiều về nội dung bức ảnh về cô Đoan Trang. Trong trường hợp cô ấy đã thừa nhận tội cho cơ quan điều tra, thì chúng ta tin rằng clip nhận tội sẽ sớm xuất hiện trên các đài truyền hình chính thức của nhà nước Việt Nam. Nhưng đến nay, đã là một tuần lễ sau khi bị bắt giữ, vẫn chưa xuất hiện thông tin dạng đó, thì có lẽ cô Đoan Trang đã không cho rằng mình có hành vi phạm pháp để nhận tội. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang bị còng tay khi đăng ký tên trên một tờ giấy. Có thể suy đoán rằng đó là biên bản thu giữ tang vật hay biên bản khám xét chỗ ở. Đây là thủ tục thông thường và người bị bắt giữ nên ký vào để có thể đối chứng về sự kiện xảy ra hay xác nhận vật chứng. Qua đó có thể tự bảo vệ mình tránh trường hợp bị đánh cháo chứng cứ. Trong lá thư để lại trước lúc bị bắt, bà Trang nói rằng mình sẽ không nhận tội mà chỉ thừa nhận hành vi, cụ thể là việc viết sách và việc muốn xóa bỏ chế độ độc tài tại Việt Nam. Luật sư Mạnh cũng phân tích với đài BBC như sau. Về việc thừa nhận hành vi chứ không nhận tội trong lá thư để lại, Trang không nghĩ là những hành vi đó là phạm pháp. Trong trường mực nào đấy, cô ấy nghĩ mình đang thực hiện quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp quy định. Vì vậy, lá thư Trang để lại đó không gây trở ngại hay khó khăn gì cho luật sư cả. Luật sư lý giải, cần phân biệt việc thừa nhận tội và thừa nhận hành vi. Cùng với việc thừa nhận hành vi, nhiều người cho rằng đã nhận tội. Trường hợp của Trang, cô ấy thừa nhận mình là tác giả của những cuốn sách như Phản kháng phi bạo lực hoặc là Chính trị bình dân hay mới đây Báo cáo đồng tâm, nhưng cô ấy cho đó là những quyền mà công dân được làm theo hiến pháp. Trong trường mực đó, cô ấy cho rằng mình không vi phạm pháp luật mà cơ quan điều tra đang truy tố. Bên cạnh đó, luật sư Mạnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận tội trong những vụ án liên quan đến tội xâm phạm an ninh quốc gia như sau. Vụ án có sự quan tâm rộng rãi của công chúng thì việc nhận tội của những người bị bắt giữ, nhất là giai đoạn của những ngày đầu bị bắt giữ là hết sức quan trọng và có ý nghĩa. Điều đó giúp cơ quan điều tra chứng minh việc bắt giữ và khởi tố vụ án là hoàn toàn đúng đắn. Thậm chí, chính bị can cũng đã phải tâm phục khẩu phục qua việc thừa nhận tội. Ông Mạnh viết trên trang Facebook cá nhân như vậy. Còn ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền đã nói với đài BBC hôm 15 tháng 1 rằng chính quyền Việt Nam có thể đã học được từ Trung Quốc hình thức thú tội trên truyền hình, và thời gian gần đây đã sử dụng chiêu thức này ngày càng nhiều hơn.
Đây là hình ảnh khuôn mặt đầy vết thương của ông Lê Đình Công được cho là nhận tội trên đài VTV, và hình bên trái là điều tra viên Phạm Việt Anh, người mà ông Lê Đình Công khai rằng đã dùng rùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Tổng cộng có 19 người dân Đồng Tâm cho biết rằng họ đã bị đánh đập, ép cung. Tuy nhiên, tòa án tại Việt Nam đã bác bỏ với một câu đơn giản là không có cơ sở. Với kịch bản này, trong vụ án Đồng Tâm vào ngày 13 tháng 1, 3 người dân thôn Hoành đã nhận tội sau biến cố cảnh sát đem quân vào làng Hoành vào hôm 9 tháng 1 năm 2020. Vào năm 2018, Vi Nguyễn, một nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt cũng đã thú tội trên truyền hình sau khi bị bắt vào thời điểm nổ ra cuộc biểu tình phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2017, ông Trịnh Xuân Thanh bỗng nhiên thú tội trên truyền hình liên quan tới vụ tham nhũng trong ngành dầu khí sau khi có tin ông đang trốn ở Đức. Những nhà bất đồng chính kiến như luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Cung Định trước đó cũng nhận tội trên truyền hình. Cơ quan an ninh điều tra thành phố Hà Nội khởi tố về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự vào năm 1999 và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự vào năm 2015. Trước hai tội danh này, không ít người băn khoăn, quan ngại về tính chất phạm tội là một, nhưng bà Trang có thể đối mặt với nguy cơ lãnh án từ cả hai tội danh. Về điều này, luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói với đài BBC như sau. Điều 88 của Bộ luật hình sự vào năm 1999 và điều 117 của Bộ luật hình sự 2015 là hai điều luật của hai văn bản luật có trước và có sau, nhưng thực ra nội dung của cả hai chỉ là một tội danh. Tuy khác nhau về tên gọi và một số điều, nhưng nó vẫn là một. Hình phạt ở điều 117 của Bộ luật hình sự năm 2015 có một khoản nặng hơn. Đây là hình ảnh 6 người bị bắt theo điều 88 của Bộ luật hình sự vào năm 2017, từ trái sang theo chiều kim đồng hồ là Trần Thị Nga, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Bùi Hữu Võ, Phan Kim Khánh và Trần Hoàng Phúc. Vào năm 2016, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là Block Mẹ Nấm, cũng bị bắt theo điều 88 của Bộ luật hình sự. Cũng trong năm 2016, cơ quan an ninh điều tra của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt ông Hồ Văn Hải, tức là Block Bác sĩ Hồ Hải, cũng vì điều 88 là tuyên truyền chống nhà nước. Về lý thuyết thì sẽ cộng từ hai thực tội. Thực tế sẽ không rõ vì tội danh này mơ hồ, chỉ có định tính mà không có định lượng. Các hành vi của Trang kéo dài từ trước đến nay, và cũng theo điều đó thì những hành vi trước ngày 1 tháng 1 năm 2018 phải áp dụng theo luật cũ. Những hành vi sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 phải áp dụng theo luật mới. Nếu luật mới và luật cũ hình phạt không thay đổi thì áp dụng theo luật mới. Nhưng luật mới có khoản có hình phạt cao hơn luật cũ thì áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can. Ông Mạnh đã giải thích như vậy. Luật sư Mạnh nói thêm, luật sư bảo chữa cho các vụ án thuộc nhóm tội phạm an ninh quốc gia thường không tán thành điều luật này. Phạm vi của việc thực hiện quyền tự do ngôn luận với việc vi phạm điều 88 của Bộ luật hình sự năm 1999 và điều 117 của Bộ luật hình sự năm 2015 hết sức mù mờ. Cơ quan điều tra chỉ ra đâu là ranh giới thì có thể nói đó là đánh giá hoàn toàn chủ quan. Ranh giới mù mờ này cũng là điều gây khó khăn trong quá trình bảo chữa. Tuy không tán thành, chúng tôi vẫn có kiến nghị nên sửa đổi hoặc hủy bỏ nó đi. Nhưng trong trường hợp điều luật vẫn đang có hiệu lực pháp luật, trong trường mực nào đó, điều luật này đi ngược lại quyền tự do ngôn luận của hiến pháp. Cái lý của các luật sư trong trường hợp này là hành vi của những người như cô Trang là không vi phạm điều luật khi căn cứ vào hiến pháp. Hiệu lực của pháp lý của hiến pháp cao hơn Bộ luật hình sự. Văn bản có hiệu lực pháp lý thấp hơn thì phải nhường quyền ưu tiên cho hiến pháp. Luật sư Mạnh đã kết luận như vậy. Cũng là luật sư bảo chữa cho vụ án ở Đồng Tâm, luật sư Mạnh cũng chia sẻ thêm như sau. Phiên tòa Đồng Tâm có rất nhiều vấn đề về thủ tục tố tụng thì các luật sư chúng tôi chưa tán thành. Tuy nhiên, đối với từng vụ án chúng tôi nhận thì vẫn phải làm hết sức mình theo những tiêu chuẩn do luật pháp quy định. Dựa trên cơ sở mình đánh giá thế nào thì mình ra yêu cầu, kiến nghị để nó vừa phù hợp với những quy định của luật pháp và bảo vệ được thân chủ của mình. Đây là hình ảnh luật sư Đặng Đình Mạnh từng tham gia bảo chữa nhiều vụ án như vụ Huỳnh Thục Vi, tù nhân Lương Tâm, Lê Đình Lượng, vụ án Đồng Tâm. Không phải vì một vài vụ án mình chưa hài lòng mà mình buông xuôi hay thỏa hiệp với những điều chưa đúng. Chúng tôi không có quan điểm như vậy trong việc bảo chữa, và trường hợp cô Trang cũng như vậy, luật sư Mạnh đã nói. Và một điều bất ngờ sau vụ bắt giữ của Phạm Đoan Trang thì dư luận viên đã tấn công tài khoản Facebook của Ngoại trưởng Séc vì đòi tự do cho Phạm Đoan Trang. Vào hôm 12 tháng 10, tờ báo Tiếng Séc thông tin về việc
hàng trăm các tài khoản Facebook tiếng Việt bỗng nhiên vào bình luận mạt sát Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Thomas Petrić vì một bài đăng ngắn kêu gọi trả lại tự do cho nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang trên trang fanpage của ông này. Hiện nay, Phạm Đoan Trang đã bị bắt giữ vì các hoạt động của cô ấy trong lĩnh vực nhân quyền và có thể bị án 20 năm tù. Trong tinh thần tôn trọng các công ước quốc tế, bước đi này của chính quyền Việt Nam là không thể chấp nhận đối với tôi và tôi tin rằng cô ấy sẽ sớm được trả tự do. Ông Petrić, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc vào hôm 9 tháng 10 đã bày tỏ thái độ cùng với tấm hình nhà hoạt động người Việt Nam. Không lâu sau đó, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc đã nhận được một đòn trả đũa cứng rắn trên không gian mạng. Dưới dòng trạng thái của ông xuất hiện hàng trăm lời bình luận căng thẳng, xúc phạm từ các tài khoản mang tên tiếng Việt. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do vào sáng ngày 4 tháng 10 vào kiểm tra thì thấy nhiều bình luận mạt sát ông Petrić và có khả năng đến từ các trang do dư luận viên tức là ban tuyên giáo và lực lượng 47 của Quân đội Nhân dân Việt Nam tấn công. Một số tài khoản để hình đại diện là cờ đỏ sao vàng hay để hình nền là bản đồ Việt Nam. Ngoài ra không hề có các bài đăng nào khác, hoặc một số tài khoản chia sẻ lại các bài viết từ các fanpage thân chính phủ. Theo tờ Denik N, mặc dù Bộ Ngoại giao Séc đã cố gắng xóa bớt nhưng sự tấn công đến dồn dập, vì thế các bình luận này vẫn chiếm đa số. Đây là hình ảnh trang Facebook của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc với những lời bình luận tục tằn, vô văn hóa của các dư luận viên Việt Nam. Tôi đã quen với sự tấn công đến từ các máy chủ đặt tại Nga, đến từ những người ủng hộ các đảng phái, phong trào cực đoan tại Séc. Nhưng một cuộc tấn công ồ ạt đến như thế này thì chỉ một status trên Facebook đã làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi không thể im lặng trước sự đàn áp về chính trị, bởi vì bảo vệ quyền con người là nền tảng cho chính sách ngoại giao của Séc từ sau tháng 11 năm 1989. Ông giải thích lý do tại sao ông lại ủng hộ nhà hoạt động Phạm Đoan Trang như vậy. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc ông Petrić cho biết hay ông có các mối quan hệ đặc biệt với cộng đồng người Việt tại Séc và có ý rằng các bình luận này đến từ Việt Nam. Một loạt các bình luận cho thấy họ sử dụng dịch thuật của Internet. Đôi khi có các cơn bão tương tự cũng xảy ra vì một số đề tài nhạy cảm hơn, nhất là khi chúng đụng đến các đề tài liên quan tới Trung Quốc hoặc Nga. Trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi không ngờ đến phản ứng đến như vậy, vì trong việc ủng hộ Phạm Đoan Trang, chúng tôi không thấy có gì là phức tạp, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Séc bà Susanna đã cho biết như vậy. Fanpage của Phái đoàn Liên minh châu Âu Việt Nam cũng gặp tình trạng tương tự khi đăng tải tuyên bố của người phát ngôn phản đối hai án tử hình đối với người dân Đồng Tâm. Các bình luận mạt sát tấn công phái đoàn đều bị ẩn, sau đó người quản trị trang này phải để lại bình luận như sau. Europa Union in Việt Nam, chúng tôi tôn trọng mọi ý kiến của các bạn. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị các bạn hãy có ý kiến và thái độ văn hóa và văn minh trên trang fanpage của phái đoàn. Trân trọng. Nghiên cứu thường niên về chỉ số văn minh trực tuyến của Microsoft DCI vào hồi tháng 2 năm nay cho biết Việt Nam và Nga nằm trong số 5 quốc gia kém văn minh nhất trên không gian mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 với bản tin Nguy cơ án chồng án trong vụ Phạm Đoan Trang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.